kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sự vận động của kinh tế xã hội thì nhu cầu ẩm thực của người Việt dần trở nên cao cấp và tinh tế hơn. Nhiều người có thói quen tìm đến những nhà hàng, khách sạn cao cấp để chiêu đãi bạn bè khách hứa và thưởng thức bữa ăn cuối tuần bên gia đình. Bên cạnh đó thì ngành du lịch của Việt Nam cũng đang ngày càng phát triển. Để đáp ứng nhu cầu ẩm thực của du khách trong và ngoài nước thì các khách sạn, nhà hàng từ bình dân đến cao cấp xuất hiện nhiều hơn. Kéo theo đó là nhu cầu nhân lực cao đối với nghề đầu bếp cũng tăng lên. Vậy nghề bếp có điều gì hấp dẫn và để theo đuổi chúng ta cần trang bị những kiến thức và kỹ năng như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình Hành trang vào nghề ngày hôm nay. Tổng bếp trưởng của khách sạn Hà Nội DU, anh Nguyễn Xuân Minh là một trong những đầu bếp nổi danh trong giới đầu bếp của Hà Nội. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực, anh Minh đã giành được sự tín nhiệm cao không chỉ với khách hàng mà nhiều chủ cửa hàng khách sạn trong nước cũng như nước ngoài đều đánh giá cao tay nghề chuyên môn của anh. Khách sạn Hà Nội DU là một trong những khách sạn lớn và có uy tín tại Hà Nội. Chúng tôi có đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, có nhiều sáng tạo trong việc kết hợp ẩm thực Á Đông và châu Âu. Anh Nguyễn Xuân Minh là người tổng đầu bếp giỏi, được sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghề nấu ăn. Anh ấy đã sáng tạo ra nhiều món ăn Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, món phở do anh Nguyễn Xuân Minh chế biến được các thực khách quốc tế rất thích. Tại khách sạn Hà Nội DU, anh Nguyễn Xuân Minh là người lãnh đạo hơn 90 nhân viên của các bếp Á, Âu, Nhật. Anh luôn được đánh giá là một người đầu bếp tài năng, chuyên nghiệp và có tài lãnh đạo. Với anh, công việc bếp núc là một công việc tốt và thu nhập ổn định. Quý vị và các bạn thân mến, khi bước chân vào một nhà hàng khách sạn, ấn tượng đầu tiên để lại cho chúng ta chính là phong cách bài trí hay là thiết kế nội thất. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để có thể giữ chân thực khách chính là hương vị của những món ăn được chế biến. Và chính vì vậy thì những người đầu bếp có tay nghề, tâm huyết và sự sáng tạo ngày càng được đánh giá cao. Và để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những điểm hấp dẫn, những thuận lợi khó khăn của nghề bếp, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Xuân Minh, tổng bếp trưởng của khách sạn Hà Nội DU, một người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và là một gương mặt quen thuộc trong giới đầu bếp. Xin chào anh và cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Anh Minh thân mến, hiện nay thì các nhà hàng, khách sạn ngày càng xuất hiện nhiều hơn, vậy thì cùng với đó thì nhu cầu nhân lực đối với nghề bếp có tăng lên hay không ạ? Hiện nay thì với xu hướng thị trường thì là mọc rất nhiều bên khách sạn lớn và các nhà hàng, nhu cầu cuộc sống của người Việt Nam ngày càng cao, cho nên là đi đôi vấn đề mà nhu cầu của đầu bếp tăng lên rất là nhiều để phù hợp với cả cái thị hiếu của thị trường. Vậy là cơ hội việc làm đối với những người theo nghề bếp thì ngày càng mở rộng đúng không ạ? Vậy để theo đuổi nghề này thì tố chất và kỹ năng chúng ta cần có là gì ạ? Yêu cầu đầu tiên là khi người ta học nghề bếp, người ta phải yêu nghề và người ta phải tâm huyết và thực sự là chăm chút vào cái nghề của mình. Khi mình học xong, mình chăm chút cái công việc của mình khi được tham gia làm nghề bếp. Vâng, và niềm đam mê, lòng yêu nghề chính là một trong những yếu tố mà bất cứ nghề nào chúng ta cũng cần có để có thể thành công. Vậy thì với nghề đầu bếp, nếu như chúng ta quyết tâm theo đuổi thì cơ hội thăng tiến như thế nào? Thăng tiến trong nghề bếp thì nó phụ thuộc vào yếu tố của từng con người. Có những người miệt mài chăm chỉ và người ta có đầu óc sáng tạo và người ta chịu khó học hỏi những người bình thường nhất và học hỏi những người có kinh nghiệm đi trước. Để nó đúc kết lại có những kinh nghiệm rất là tốt thì con đường thăng tiến người ta sẽ rất là tốt. Đồng hành đấy, người ta phải luôn luôn trao dồi kiến thức, giao lưu với các bạn cùng nghề nghiệp thì là cái sự hiểu biết lớn hơn và người ta sẽ thăng tiến tốt hơn. Khi đã có được những cơ hội thăng tiến và lên những cấp bậc cao hơn đối với nghề bếp thì mọi người cũng mong muốn có được mức thu nhập tương xứng. Vậy anh có thể chia sẻ về mức thu nhập đối với những người theo nghề bếp? Mức thu nhập nghề bếp hiện tại nó có nhiều mức khác nhau. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì là để mà làm một đầu bếp thật sự thì người ta sẽ đầu tiên sẽ nuôi đủ bản thân người ta. Còn sau này đấy thì mà cái mức thăng tiến nó lên hay là người ta giữ một vị trí nào đấy, người ta có thể có một thu nhập nó tốt hơn, cuộc sống người ta sẽ ổn định hơn. Và cái nghề đầu bếp này nó khác các nghề khác là nó kéo dài cái tuổi nghề rất là lâu. Nó không như nghề khác, kể cả khi mà
bạn đã già rồi bạn vẫn có thể sử dụng những nghề bếp này cho những việc sau này. Trước kia, nghề đầu bếp được coi đơn thuần là nghề phục vụ. Nhưng cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu ẩm thực của khách hàng cũng ngày một khắt khe. Không phải chỉ ngon mà còn phải tinh tế, đặc sắc. Vì vậy, nghề nấu nướng cũng được đẩy lên thành nghệ thuật. Những đầu bếp tài nghệ bắt đầu được xã hội tôn vinh. Để thu hút thực khách, các chủ nhà hàng, khách sạn và dịch vụ du lịch thường xuyên tuyển chọn những đầu bếp chuyên nghiệp và có tay nghề cao. Nhu cầu ẩm thực của thực khách trong nước và quốc tế ngày càng tinh tế với những yêu cầu khắt khe về chất lượng món ăn và phong cách phục vụ. Cùng với đó, ngành du lịch cũng đang đẩy mạnh các tour du lịch ẩm thực để giới thiệu văn hóa ẩm thực tinh tế của Việt Nam đến du khách quốc tế. Do vậy, khoản tiền mà các khách sạn, nhà hàng bỏ ra để thu hút được một đầu bếp giỏi là không nhỏ. Khi vào một nhà hàng hay khách sạn để dùng bữa, ấn tượng nhất với thực khách là không gian, là nội thất, là phong cách bài trí. Đến khi ra về, điều để lại ấn tượng nhất lại chính là những món ăn mà thực khách đã được thưởng thức hôm đó. Nghề bếp này tôi nghĩ rằng nó là một nghề rất là hay. Và bên cạnh cái việc đam mê, tôi còn có một cái tâm huyết, rất là tâm huyết với cái nghề này. Nấu ăn nó không chỉ đơn giản là mình nấu ra một sản phẩm. Khi mình nấu ra một món ăn, mình thổi hồn vào trong đó, mình mang tất cả những cái tâm huyết vào trong đó để làm sao mình nấu được món ăn ra ngon nhất. Và khi mà người khác tôi nấu ăn cho họ mà họ ăn cảm thấy ngon thì đó là một điều khiến tôi trở nên rất hạnh phúc. Với 20 năm kinh nghiệm đầu bếp của mình, tôi mong muốn mang đến những món ăn, những cái tâm huyết của mình để mang đến cho thực khách những món ăn mới, hấp dẫn và đặc trưng riêng của quán. Đem lại những cái món ăn hoặc ra được những món ăn mới mà đem lại niềm vui cho thực khách, đấy là cái niềm vui cũng như là niềm tự hào của nghề đầu bếp. Nghề bếp cũng giúp tôi được rất nhiều. Đấy, bản thân thì cũng lo được cuộc sống cho gia đình. Rồi là anh em, bạn bè, là người thân thì cũng có công, có việc là cũng giúp đỡ được rất nhiều cái việc đó. Nắm bắt được xu thế nghề nghiệp và nhận biết được tiềm năng của nghề làm bếp, nên nhiều bạn trẻ có ý định tham gia các khóa học nghề bếp. Hiện nay, có nhiều trường dạy nấu ăn để các bạn trẻ có thể chọn theo học. Tuy mới thành lập, nhưng trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo đã nhanh chóng tạo được sự tín nhiệm trong việc đào tạo các ngành nghề, từ sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề. Từ cuối năm 2013, trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo đã được Tổng cục dạy nghề chọn đầu tư thành trường chuẩn quốc tế. Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo thì có cái ba cái nghề hiện nay là nghề trọng điểm, một nghề trọng điểm cấp quốc tế là nghề quản trị khách sạn, và hai nghề trọng điểm cấp ASEAN là nghề kỹ thuật chế biến món ăn và nghề thiết kế đồ họa. Ngành quản trị khách sạn du lịch nấu ăn hiện nay là một trong những cái thế mạnh của nhà trường. Chúng tôi đã liên kết với nhiều các cái nhà hàng khách sạn ở trên địa bàn Hà Nội cũng như là ở Vĩnh Phúc để tổ chức cho các em vừa thực hành thực tập và giải quyết cái công ăn việc làm sau khi các em ra trường. Trong tổng số 10 ngành nghề đào tạo của trường, nghề kỹ thuật chế biến món ăn là một trong những nghề khởi sắc của trường vì có số thí sinh lựa chọn cao hơn cả. Đội ngũ giáo viên của trường là những nghệ nhân có nhiều kinh nghiệm và nhiệt huyết trong lĩnh vực ẩm thực. Phòng thực hành bếp của trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy nghề. Căng tin thực hành nghề kỹ thuật chế biến món ăn đặt tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là cơ sở để sinh viên khoa du lịch khách sạn trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo thực hành, thực tập nghề và là nơi tiếp nhận sinh viên đi làm sau khi tốt nghiệp. Năm thứ nhất là bọn em được học những môn chung như là chính trị, pháp luật, tin học. Nhưng sang năm thứ hai là bọn em đã được học vào các môn chuyên ngành rồi. Bởi vì em là học về bếp, cho nên là em sẽ được học về chế biến các món Âu, món Á và làm bánh.
Ngoài ra thì nhà trường còn có bổ trợ cho bọn em thêm học về nghiệp vụ nhà hàng. Thì học phí của bọn em là 500.000 đồng một tháng. Thì em thấy như vậy là rất là bình thường. Bởi vì bọn em được thực hành rất là nhiều. Số tiết thực hành là chiếm tầm độ 70% ạ. Quý vị và các bạn thân mến, có một số người băn khoăn có phải cứ học xong khóa nấu ăn là có thể trở thành đầu bếp hay không? Câu trả lời không hẳn là như vậy, bởi vì có một số người chỉ sau một thời gian ngắn đã trở thành đầu bếp, có những người phải sau một thời gian phụ bếp rất dài mới có thể lên bếp chính, còn có những người chỉ sau một thời gian ngắn thực hành đã phải từ bỏ nghề này. Và có thể nói rằng, việc đào tạo bài bản chính là một trong những nền tảng để có thể thành công. Và để giúp cho quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về quá trình đào tạo đối với nghề bếp, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng có cuộc trao đổi với thầy Đặng Danh Trung, nghệ nhân văn hóa ẩm thực làng nghề, giảng viên của trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo. Xin chào thầy và cảm ơn thầy đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Nhiều người cho rằng quá trình để trở thành một đầu bếp thì rất vất vả. Vậy thì thầy có thể cho biết một học viên cần có những tố chất và kỹ năng như thế nào để có thể theo đuổi nghề này? Khi để mà lựa chọn bất kỳ nghề gì mà muốn theo học cái nghề bếp thì các bạn phải quan trọng nhất là phải là yêu nghề và cái thích cái nghề mình học. Một cái kỹ năng để mà làm được đặc thù của nghề bếp, ngoài cái phần khéo tay ra và phải chịu khó. Đấy, và những cái kiến thức mà được các thầy cô trong khoa kỹ thuật chế biến món ăn truyền đạt cho học viên phải nắm vững được luôn bài trên lớp và phải được thực hành nhiều lần để cho nó thuần thục. Niềm đam mê và sự chịu khó là những tố chất cần thiết để làm tốt tất cả mọi nghề. Còn với đặc thù của nghề bếp thì các bạn học viên cần có thêm những tố chất như thế nào? Bây giờ vì đời sống sinh hoạt càng ngày càng cao, đòi hỏi người kỹ thuật chế biến món ăn cùng những ăn ngon và trang trí trình bày đẹp thì các bạn phải liên tục tìm tòi học hỏi cả trong nhà trường cho lẫn vào thực tế để làm sao mà hoàn thiện bản thân mình với tốt được. Để có thể trở thành đầu bếp thì đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng và đặc biệt là niềm đam mê cũng như sự chịu khó. Vậy thì thầy có thể đưa ra một vài lời khuyên cho những bạn trẻ đang muốn theo đuổi nghề này? Thì cái nghề nấu ăn thì là rất là gian khổ, gian truân. Ví dụ như là thức khuya dậy sớm hay là nóng nực cũng phải vào bếp. Để cho các bạn khi chọn cái nghề nấu ăn thì các bạn phải quan trọng ngoài một phần khéo tay, lưu ý một cái điều mình phải thích cái nghề nấu ăn. Ngoài thích ra mình phải đam mê, phải chịu khó, học hỏi qua các thầy, qua các bạn và sách vở để mình tự mình hoàn thiện mình. Vâng, và xin cảm ơn những chia sẻ của thầy trong chương trình ngày hôm nay. Cùng với sự phát triển của xã hội nói chung và của ngành du lịch nói riêng, văn hóa ẩm thực ngày càng được coi trọng. Và cùng với đó, nghề đầu bếp cũng ngày càng được vinh danh. Học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghề đầu bếp có khả năng kiếm việc nhanh với mức lương cao. Bên cạnh việc học các kiến thức kỹ năng nghề bếp, các học viên còn được học về kiến thức dinh dưỡng, về văn hóa ẩm thực của Việt Nam và của các nước khác trên thế giới. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu tuyển đầu bếp tay nghề cao của các khách sạn, nhà hàng cao cấp, một số cơ sở đào tạo nghề còn đào tạo thêm tiếng Anh và các kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Với cái tinh thần tức là năm 2015 khi mà các cái hiệp hội các cái nước ASEAN đã hòa nhập thì cái việc mà đáp ứng nguồn nhân lực cho các nước trong khu vực ASEAN là được đặt ra. Đối với ban lãnh đạo nhà trường, nên chúng tôi đã bắt đầu năm 2014 là đào tạo song ngữ cho các em. Quý vị và các bạn thân mến, để trở thành đầu bếp chuyên nghiệp, ngoài việc lựa chọn theo học chính quy tại các trường đại học hay các trường nghề, thì các bạn trẻ có thể theo học các khóa ngắn hạn để được cấp chứng chỉ. Một đầu bếp chuyên nghiệp thì rất khác biệt so với người nội trợ thông thường. Trước khi học nấu các món ăn thì các bạn sẽ được đào tạo những kiến thức ẩm thực cơ bản, hiểu được về giá trị dinh dưỡng của từng loại thực phẩm, thành thạo các kỹ năng như cầm dao, băm thái, sắc chảo, sau đó mới đến chế biến các món ăn.
Để trở thành đầu bếp chuyên nghiệp, các bạn có thể theo học chính quy tại các trường nghề hoặc cũng có thể theo học các khóa học ngắn hạn để được cấp các chứng chỉ nghề. Tại trung tâm dạy nấu ăn Easy Cooking, các học viên được đào tạo nấu các món ăn Âu, Á, làm bánh ngọt, cắt tỉa rau củ quả, pha chế đồ uống, v.v. Với mục tiêu, học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ phải biết cách làm nhiều món ăn mới, có kiến thức đầy đủ về công việc nội trợ. Học viên tại đây được tự tay sơ chế thực phẩm, tẩm ướp, kỹ thuật nấu nướng và trình bày món ăn dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên giảng dạy. Qua nhiều năm làm nhiều nghề thì tôi thấy là cái nghề bếp là một nghề khó. Nó vừa mang tính chất khoa học, vừa mang chất kỹ thuật và vừa chất vùng miền nữa. Trong môi trường có rất nhiều giáo viên có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề đã dạy có phương pháp, và thứ hai là cũng giúp cho học sinh được nhiều những cái kiến thức cơ bản. Khi mà nấu ăn thì em tận hưởng được một cái cảm giác gì đó nó rất là hạnh phúc. Sau khi học ở đây thì em thấy là những cái kiến thức em thu được thì khá là phong phú và đầy đủ, có thể phục vụ cho em trong quá trình mà em đi theo nghiệp bếp sau này. Đầu bếp chuyên nghiệp rất khác với những người nội trợ thông thường. Nghề đầu bếp yêu cầu cao về sự khéo léo, từ khâu lên thực đơn, chọn thực phẩm và chế biến món ăn, sao cho vừa đáp ứng được các tiêu chí của khách yêu cầu. Người theo nghề đầu bếp phải có kỹ năng và năng khiếu cũng như hiểu biết về các loại gia vị, cảm nhận tốt về mùi vị, màu sắc các loại thức ăn, khả năng sáng tạo thêm những món ăn mới lạ, độc đáo. Và một yêu cầu khác biệt nữa của người đầu bếp chuyên nghiệp đó là khả năng tổ chức một bếp nấu khoa học, hợp lý để có thể nấu nhanh với nhiều món ăn trong thời gian cho phép cũng như với một chi phí nhất định. Sau khi hoàn thành khóa học đầu bếp, các học viên có nhiều con đường